Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Lối Nhỏ Vào Đời của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sẽ qua phần trình bày của Hoa hậu Quý bà Thế giới Kim Hồng. Mời quý vị cùng thưởng thức. Dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lòng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em.
cho em.